ga là một chất đốt có rủi ro nguy hiểm cao với khả năng cháy nổ đáng kể. Vì vậy, không ngạc nhiên khi ngành kinh doanh ga thuộc vào danh sách các ngành có điều kiện khắt khe nhất. Đối với cá nhân hoặc tổ chức muốn tham gia kinh doanh ga, việc có giấy phép kinh doanh là điều bắt buộc. Nếu bạn đang có kế hoạch hoặc đã kinh doanh trong lĩnh vực này, sau đây là những thông tin quan trọng mà bạn không nên bỏ qua. Thứ nhất, về những loại giấy phép cần có để kinh doanh ga. Kinh doanh ga liên quan đến nhiều điều kiện khác nhau. Dưới đây là những loại giấy phép mà cơ sở kinh doanh ga cần đáp ứng. Đầu tiên, phải có văn bản chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đang sinh sống khoảng 1 tuần. Giấy phép về phòng cháy chữa cháy bao gồm giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố cấp khoảng 3 tuần. Giấy chứng nhận an ninh trật tự do đơn vị công an huyện hoặc tỉnh cấp khoảng 2 tuần. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đại lý kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật, diện tích địa điểm kinh doanh, kho chứa hàng, kết cấu xây dựng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện, nơi bán hàng. Thứ hai, về các thủ tục thành lập, xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ga. Để mở cửa hàng kinh doanh ga, bạn có thể cân nhắc hai mô hình. Ở hai mô hình này, hồ sơ và các bước đăng ký cũng có sự khác biệt. Cụ thể, 1. Thủ tục hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bán lẻ ga. Đối với các đại lý ga có quy mô lớn, dự định phát triển thành chuỗi cung ứng ga thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh ga bao gồm: điều lệ của doanh nghiệp, giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập hoặc danh sách thành viên tùy vào loại hình công ty, giấy ủy quyền nếu người nộp hồ sơ không phải đại diện pháp luật, bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của đại diện pháp luật người ủy quyền nộp hồ sơ và các thành viên, các giấy tờ không quá 6 tháng. Lưu ý, tại bước này bạn cần đăng ký mã ngành kinh doanh ga bán lẻ. Đối với mô hình công ty kinh doanh ga, bạn có thể nộp hồ sơ thành lập qua mạng, nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Điểm cần lưu ý là các tỉnh thành lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận hồ sơ dưới hình thức online. Để chắc chắn quá trình đăng ký không bị gián đoạn, bạn nên liên hệ với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi tiến hành nộp hồ sơ. 2. Thủ tục hồ sơ thành lập hộ kinh doanh ga nhỏ lẻ. Các đại lý ga nhỏ lẻ hoặc những cửa hàng kinh doanh ga ở nông thôn chẳng hạn thì có thể tham khảo hồ sơ đăng ký thành lập hợp lệ bao gồm: giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh, thông tin đăng ký, tên, địa điểm, số lao động sử dụng, vốn. Bản sao có chứng thực công chứng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hộ chiếu của chủ hộ cùng các thành viên trong hộ gia đình tham gia đăng ký kinh doanh. Bản sao biên bản hợp về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên của hộ gia đình cùng tham gia đăng ký hộ kinh doanh. Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên về việc bổ nhiệm cho một thành viên trong hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh. Hợp đồng thuê cơ sở kinh doanh. Lưu ý, mã ngành kinh doanh ga, bán lẻ ga dùng cho gia đình. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ mở cửa hàng, đại lý ga nhỏ lẻ. Hồ sơ đăng ký sẽ được xử lý trong khoảng 7 đến 10 ngày làm việc và cấp giấy phép hộ kinh doanh ngay sau đó nếu hồ sơ hợp lệ. Hoặc ngược lại, bạn sẽ nhận được thông báo hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ. Thứ ba, về thủ tục xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh cửa hàng ga, đại lý bán lẻ ga, bạn cần thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc để hoạt động trong lĩnh vực này. Để xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau đây. Hồ sơ xin chứng nhận phòng cháy chữa cháy bao gồm: bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, bản sao hợp đồng lao động quyết định tuyển dụng, bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của các cá nhân, danh sách cá nhân sở hữu chứng chỉ phòng cháy chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của cơ sở doanh nghiệp, văn bản chứng minh điều kiện phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động kinh doanh. Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an. Thời gian cấp giấy chứng nhận tùy vào đặc thù từng dự án mà thời gian cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy cũng khác nhau. Thông thường, giấy chứng nhận sẽ được cấp trong vòng 5 đến 15 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận được một hồ sơ hợp lệ. Lưu ý những quy định xử phạt khi kinh doanh ga không có giấy phép. Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh khí dầu mỏ, hóa lỏng và xăng dầu được thực hiện theo nghị định số 97/2013/NĐ-CP. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: địa điểm cơ sở bán lẻ xăng dầu không tương ứng và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, kinh doanh xăng dầu trong khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng, bị thu hồi hoặc đã hết hiệu lực, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu mà vẫn thực hiện kinh doanh, sử dụng giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu giả hoặc làm giả. Như vậy, kinh doanh ga không có giấy phép sẽ bị phạt hành chính mức bình quân là 25 triệu. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.